kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C dùng sáng hay tối? Khá nhiều chị em vẫn chưa biết đến vấn đề này. Với dòng sản phẩm kem trị mụn nhà Cleansit đang được ưa chuộng hiện nay, chị em nên tìm hiểu kỹ kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C nên bôi sáng hay tối để phát huy hiệu quả nhất nhé. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ cho bạn biết kem trị mụn nhà Cleansit dùng sáng hay tối nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi mới sử dụng Cleansit MS, bạn nên dùng 2 đến 3 lần trên một tuần để da kịp kích ứng. Sau khi da đáp ứng tốt, bạn có thể sử dụng hàng ngày từ 1 đến 2 lần vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Thông thường, bạn phải sử dụng sản phẩm liên tục từ 2 đến 3 tháng mới có hiệu quả rõ rệt. Sau khi điều trị mụn thành công, bạn nên duy trì dùng Cleansit MS từ 2 đến 3 lần trên tuần để ngăn chặn mụn tái phát nhé. Theo khuyến cáo của các chuyên gia da liễu, bạn nên sử dụng kem Cleansit C mỗi ngày một lần vào buổi tối, trước khi đi ngủ để có được hiệu quả tốt nhất nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.